Hello, xin chào quý vị và các bạn. Lại là U70 đây. Buồn cười quá. Có bạn vào kênh của mình nói là tưởng nhà nước cho nhà, cho xe. Ôi dồi ôi, tưởng bạn ấy tưởng hơi bị ngon đấy cả nhà. Bạn ấy tưởng hơi bị ngon, cho nên là bạn ấy không có hiểu gì mà mình đã chia sẻ rất rất là nhiều nhé. Nhưng mà các bạn vẫn không hiểu và không hình dung được. Thì hôm nay mình lại chia sẻ lại cái chủ đề mà bạn ấy nói là tưởng là nhà nước cho nhà cho xe. Thì tưởng dưới thạch, tưởng Đài Loan. Thì hôm nay mình sẽ nói kỹ lưỡng về cái chuyện nhà nước cho như thế nào. Mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì cũng như mọi lần mình nói là cái tuổi mà ở Đức này cái chế độ an sinh xã hội rất rất là ưu đãi các bạn, nhưng mà không phải là ưu đãi mà người ta cho nhà cho xe. Cho nhà không phải là cho nhà mà người ta cho tiền thuê nhà các bạn, còn làm gì có mà cho xe. Thì những người kể cả vẫn còn trẻ, đến tuổi lao động rồi, đến tuổi đi làm, nhưng mà ở Đức này này thì cái tuổi trẻ là một là các cháu thích đi học đại học thì phải học hết phổ thông lớp 12, lớp 13. Còn nếu mà các cháu không thích thì các cháu học hết lớp 10, thì người ta gọi là absolute. Hết năm 10 thì sẽ đi học nghề. Mà ở Đức này này, học nghề bất kể cái nghề gì là cũng phải 3 năm rưỡi các bạn. 3 năm rưỡi. Thì đi học nghề. Và nếu học nghề xong ra mà chưa xin được việc trong thời gian chờ đợi thì vẫn được nhà nước cho nhà cho tiền ăn. Và người ta sẽ tìm việc cho, đấy là cái tuổi lao động mà tuổi mà còn trẻ. Thì họ tìm việc làm cho và họ bắt đi tìm việc làm. Mỗi một tháng là phải 3 cái đi tìm việc làm. Nếu như xin được việc, người ta giới thiệu việc làm và đến chỗ đó không xin được việc thì cái người người ta không chủ không nhận ấy, người ta sẽ ký, người ta đóng dấu vào cho mình. Và nhà nước người ta vẫn tiếp tục cho hưởng cái tiền mà không có công ăn việc làm mà vẫn được hưởng. Chừng nào mà người ta giới thiệu việc làm mà mình không đi làm, hoặc là mình không đi xin việc mà một tháng ít nhất là phải có 3 cái dấu là mình có đi xin việc nhưng mà người ta không nhận, thì cái chủ người ta không nhận, người ta đóng dấu ở đấy cho mình, thì nhà nước người ta vẫn tiếp tục cho tiền. Và nếu mà mình không đi xin việc mà không có lý do gì thì người ta sẽ cắt 30% của cái số tiền đấy. Bất kể ví dụ học nghề hoặc học đại học, ra trường học xong đại học rồi thì mà chưa có việc làm thì vẫn được hưởng. Nhưng mà người ta gọi rất là nhiều, người ta bắt đi xin việc làm và người ta giới thiệu việc làm, bởi vì mình vẫn còn đang cái tuổi lao động. Thì nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi là họ cho tiền ăn này, cho tiền nhà này, tiền thuê nhà ấy và tiền ăn. Nhưng mà không phải là người ta cho vô thôi bạn. Các bạn ạ, cái gì nó cũng có chừng có mực của nó, phải có, người ta phải có quy định. Ví dụ như tiền ăn một tháng ở
bên Đông Đức này là một tháng là tiền ăn là khoảng 380. Còn cái nhà, tiền nhà người ta cho, nhưng mà không phải là mình thích ở nhà rộng hoặc là thích nhà đắt bao nhiêu người ta cũng cho. Người ta quy định là một độc thân thì chỉ được 48 m2 trở xuống. Và tiền nhà ngày xưa thì không được đến 400, nhưng mà bây giờ nó lên rồi thì được đến 400 trở xuống. Còn nếu mà thích đắt nữa thì tự bỏ tiền túi ra, chứ không phải như bạn hiểu là không có việc làm mà nhà nước cho nhà cho xe. Không phải, cho tiền thuê nhà. Còn xe thì không bao giờ người ta cho. Và mình được phép mua nhà, à mua mua xe các bạn. Mình được phép mua xe ô tô, nhưng mà chỉ được phép mua 7.000 trở xuống. Và bây giờ thì nó đắt đỏ hơn thì mình không biết, nhưng mà trước đây thì được phép mua xe ô tô từ 7.000 trở xuống. Bởi vì cái xe là cái công cụ đi lại, là cái xe mà để đi xin việc làm. Còn có những bạn nói là xã hội người ta nói là có ô tô đấy, bán ô tô đi ăn, khi nào hết cái tiền đấy thì người ta mới cho, thì cái đấy mình không biết. Nhưng mà trường hợp mình thì không, mình chưa thấy như thế. Trước đây mình hưởng xã hội, mình vẫn có xe ô tô để đi xin việc làm, chứ không phải là bán xe đi mà ăn hết thì người ta mới cho. Cái đấy không phải. Hay là tùy từng người người ta làm việc, luật thì luật chung nhưng mà mỗi người người ta làm việc người ta áp dụng một khác. Ví dụ gặp cái bà này bà ấy dễ, hoặc là gặp bà kia bà ấy dễ, hoặc là có những bà người ta oái oăm, có những người người ta oái oăm, hoặc là người ta quy định này nọ, thì vào mà gặp cái người mà người ta không dễ thì người ta quy định như thế thì mình không biết. Nhưng mà mình nghe cũng có một số người nói này như thế, nhưng mà mình hưởng hưởng cái chế độ xã hội thì mình chưa gặp bao giờ, thì không biết là có hay không. Và nhà cũng thế, có những người nói là mày xã hội người ta nói là ngày có nhà riêng thì bây giờ ngày bán nhà đi ăn hết thì người ta cho. Nhưng cái này hoàn toàn không phải các bạn. Mình biết rất là nhiều những cái bạn mà có nhà riêng, nhưng mà không phải là người ta hưởng xã hội người ta mua nhà riêng được đâu nhé. Không phải, người ta có nhà riêng từ trước, người ta mua nhà riêng nhưng người ta trả dần chưa xong, nhưng đến lúc người ta bị không có việc làm thì người ta xin hoãn trả một thời gian, hoãn trả tiền nhà một thời gian, và người ta vẫn xin được trợ cấp xã hội. Xã hội người ta vẫn cho tiền ăn, nhưng mà tiền nhà thì người ta không cho, bởi vì mình có nhà riêng rồi, người ta không cho. Chứ không phải như bạn hiểu là nhà nước cho nhà cho xe, không phải như thế. Nếu mà nhà nước cho nhà cho xe như thế thì người Đức người ta nghỉ hết, người ta không đi làm, người ta ở nhà và được nhà nước cho nhà cho xe. Cho tiền nhà, cho tiền thuê nhà thì có, chứ không phải là cho nhà. Mà cho xe ô tô thì không. Các bạn nhé, mình nhấn mạnh là người ta không cho xe ô tô. Chứ các bạn đừng có tưởng tưởng như thế, tưởng ở Đài Loan hay tưởng dưới thạch. Nếu mà các bạn nào muốn biết thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới hỏi mình, thì mình sẽ trả lời cụ thể và phân tích cụ thể cho các bạn hiểu. Ở nước này cái chế độ an sinh xã hội rất rất là hay, rất là ưu đãi. Chẳng hạn như các cháu ấy, là có cái tiền mà tiền gọi là kinh đê kết ấy, kể cả bố mẹ giàu đến đâu thì giàu, nhưng mà cái chế độ đấy của các cháu là vẫn được, chứ không phải là bố mẹ có mà trừ, chỉ trừ với cái điều kiện chỉ trừ như này này. Ví dụ như là bạn hưởng tiền trợ cấp xã hội thì người ta sẽ cộng cả cái tiền kinh đa kết vào. Giả sử như là mình có bốn đứa con vẫn còn nhỏ,
học sinh vẫn đi học, và người mẹ nuôi 4 đứa con là 5 người. Đây là mình ví dụ nha, chứ mình không có cái hoàn cảnh đấy, mình không biết. Nhưng mà mình ví dụ như là cả mẹ vào là 5 người thì nhà nước cho là 1.500. 5 người đấy thì không biết là cái đứa trẻ là một đứa là được bao nhiêu xã hội cho thì mình không biết cụ thể, nhưng mà đây là mình ví dụ là 1.500 5 người không được, không đủ. Là cái ví dụ 2.000 đi, và người ta cho tiền nhà, nhưng mà người ta sẽ trừ cái tiền kindergarten đi, cái tiền kindergarten mỗi cháu 200 người ta cộng vào, người ta trừ đi, người ta chỉ cho gói gọn trong 2.000 đấy thôi. 2.000 đấy thì trong cái có cả tiền nhà, thì người ta cho cả tiền nhà thì mình tự trả tiền nhà. Còn người ta chẳng hạn như là người ta trừ đi, còn thiếu đâu người ta bù. Người ta bù chẳng hạn như là người ta cộng vào là tiền kindergarten là mỗi cháu là 200, 4 đứa là 800. 800 thì 2.000 họ trừ đi 800. Đấy, còn thiếu 1.200 thì họ bù cho, bởi vì mình đã được nhận được cái tiền kindergarten đấy rồi. Còn ví dụ như có việc làm mà được tiền kindergarten, hoặc là bố mẹ bỏ nhau thì cái người bố trả con, cái người con tiền thì là được lợi cái đấy. Còn nếu hưởng xã hội thì cái người bố trả thì nhà nước, mẹ mà hưởng xã hội thì nhà nước cũng trừ hết, không ăn thua gì các bạn ạ. Các bạn có rõ không nào? Đấy là mình chia sẻ cái video này cho các bạn, mà bạn nói là tưởng nhà nước cho nhà cho xe đấy. Thì bây giờ mình chia sẻ cũng đã đầy đủ rồi, mình xin dừng ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, mong các bạn xem video và cố gắng cho mình xin cái like nhé. Bấm cái like là cái ngón tay thích giơ lên đấy. Nhiều bạn không biết là cái like là cái gì, là cái ngón tay hay cái ngón tay cái giơ lên và cái ngón tay cái chỉ xuống, thì các bạn bấm vào đấy thích cái ngón tay cái giơ lên ấy. Mỗi một video, ví dụ bạn nào mà đăng ký kênh rồi thì chỉ đăng ký được một lần thôi, còn mỗi một cái video là được một lần cái thích cho lên nhé các bạn nhé. Thì mỗi lần mình chỉ nhắc là cố gắng là cho mình xin cái like, nhưng mà nhiều bạn không hiểu cái sao ấy, không thấy các bạn cho. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.